Ui, ngon quá. Quá ngon mấy má ơi. Ăn dữ vậy xu. Tôi ăn dữ lắm mấy mẹ. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với livestream của Su Su. Đây là kiểu tóc mới của Su Su. Mọi người thấy kiểu tóc tóc đẹp không? Dự nhá. Trời ơi, quá xuất sắc cho kiểu tóc này rồi quý vị. Cho cáo đi Su. Tao chưa bán gì hết mày vô mày xin rồi. Bây xíu hả, like em đang ăn cơm. Ê bây giờ mà tao like mày ăn cơm mày đâu có bị no ngang đâu. Hàng tấn đạt. Trời đất ơi là trời, tự nhiên tôi like cái đó thôi. Chị ơi chị tắt like đi. Em ăn cơm. Ủa bộ tao like là mày sặc hả? Hay ăn cơm mày mắc nghẹn? Ngựa. 1, 2, 3 xin cái áo về chùi. Chùi cái gì má? Trời ơi, cái áo người ta đẹp vậy tự nhiên xin giật chùi. Điểm 1, 2, 3, Happy New Year. 1, 2, 3. Happy New Year, Happy New Year, Happy You. Hát su ăn cơm. Vậy chắc đó giờ tao ăn cám đó, tao ăn cám cho bạch dừa đó. Su có bán nước bông không? Bông cúc. Bông cúc mình lấy ba trên bàn thờ nhà mình đấy em. Cái bình bông mà trưng bông cúng đó. Em lấy cái nước đó đó, trưng khoảng một tuần ha. Em lấy cái nước đó em tắm gội đầu. Trời ơi, đảm bảo với em luôn nha. Cái đầu em hổng trọc chị cùi. Trọc lóc luôn đó cưng à. Nha cưng nha. Em sẽ like nhưng bật chế độ chỉ mình tôi được không? Tắt like đi ngủ đi. Live stream xe, live stream thì để chế độ công khai. Mày để chế độ chỉ mình tôi rồi mày coi một mình. Có người gì đó mà ích kỷ. Xe like đi các em. Xe đi nè, xe đi. Xe đi nè, xe đi các em ơi. Anh bảo vệ cháu hôm nay nhớ Su lắm. Ông đi du lịch rồi. Su dễ thương quá nhà, cảm ơn Thạch thì cẩm trinh. Xe live stream nữa Su nha mọi người. Ai mà coi live mà không xe buồn khóc nào nét cũng Su khóc. Hu hu hu. Tôi ghi một chai tôi giao chai nước mắm đó nha Nguyễn Minh Trí. Trời tôi đặt biết, tao bán biết bao nhiêu hàng nó vô nó một chai. Tao có chai nước mắm, tao có chai dầu dừa nữa đó, mày lấy cái gì? Hả? Lên đơn giùm em ghi là nước hoa coco kèm số điện thoại nha. Không đặt hàng đừng để số điện thoại. Mấy chị đặt hàng kèm để số điện thoại lại giùm em nha. Em để lại số chứng minh nhân dân có bị chửi không Su? Ê, đầu like tao chưa có bán cái gì hết nha cô Xiên Lê. Bữa giờ tao không gặp mày cuộc đời tao nó dễ dàng. Cuộc đời tao nó trơn tru, mượt mà. Như là có gel bôi trơn, nó trơn lùi luôn. Mới like cho tao gặp của Xiên Lê liền. Mày để chứng minh nhân dân vô mày lãnh cơm tù hay làm cái gì? Hả? Mày đi làm căn cước chưa mày mà còn để chứng minh nhân dân? Gì? Chị nghe nói trai, chị nói bên chị có nhiều gì? Nói tùm lum lại. Có nước hoa giảm cân không? Ủa cô Nguyễn Thanh Sơn mày có vấn đề gì về thần kinh tọa không? Nước hoa mà mày giảm cân mày xịt vô mày teo lại hả? Hay sao? Mày lấy mấy chủng nước sôi mày nhảy luôn nước sôi á, chủng cái nó teo lại giống như là bò tái vậy đó. Nha, lâu lắm em mới coi Su like 9k đi em mua. Nói nghe là tao ức sức tao lấy tao cái nữ tao tao lấy cái đầu của con công là tao khỏ vô cái thì thái dương của mày á nha, con Xiên Lê. Nha. Mặt nạ đắp vô có giảm cân không Su, tại em mập quá. Mày ăn luôn cái mặt nạ này nè. Sau đó mày bị tiêu chảy đó, mày bị hay là bị ói mửa rồi đó. Đúng không? Rồi bắt đầu là không có ăn uống gì được là em ốm nha, em tự ốm nha. Lấy 20 hộp nhang Dũng Dũng, có bán nhang luôn. Su Su có bán nhang luôn nha, đừng giỡn nha. Có nhau thay heo không? Heo nhà tao chưa đẻ má ơi. Trời ơi giờ con cừu nó đẻ, tụi bay lấy con cừu giùm đi. Tự nhiên con heo. Chốt em cái mặt nạ siêu nhân gao. Gao đỏ. Mày là con gao đen á, con Xiên Lê mày là con bò đó. Trong siêu nhân gao có con gao đen là con bò đó mày đó. Nha. Trời quý vị ơi, lên đơn mặt nạ nhau thay cù 10 miếng 90 ngàn. Đầu lòng hai ả Tú Nga. Thúy Kiều là chị. Em là Thúy Dân Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần. Mỗi người một vẻ một văn dạng 10. Minh Trang Nguyễn mày đang học bài hả? Mày học bài mày học đi trời. Trời ơi. Mặt nạ đắp có hết BD không? Hết thì chị đắp rồi em nha. Nước hoa đầu thú rồi có ra tòa không sớm? Ủa mày làm gì liên quan tới chính trị vậy Sơn? Linh Anh.
Rồi lên mặt nạ nhau thai giống gì nha, mặt nạ nhau thai cù nha. Một này đánh răng đồ không không su. Hoàng Bảo Ngọc ê nó nghe nè, cái răng mày bộ đau nhức lắm mà. Sao vậy? Em thấy mấy hộp giấy sau lưng ship tặng em đi. Hộp giấy đó hả? Để tao lấy tao đốt tao quả thiêu mày, nó có xiên lê nha. Có mùi nào đỉ không su? Võ Thành Trí ê mày làm gái hả? Mày vô mày mua cái gì kỳ vậy? Phạm Hoàng Bảo Trân thấy em nha em nha. Nước hoa này xúc miệng được không chị? Ê cái miệng mày thúi lắm hả? Thúi lắm em, sao mà xài này? Nước hoa kho cá được được nha em nha. Kho thì lúc nào cũng được, nhưng mà gia đình em ăn xong thì có đầu thai không thì tùy. He. Rồi. Hạnh Trang Trần ơi, chị comment nước hoa mà chị ghi nợ út nút. Nút hoa chị nút ai? Mà nút ai bà Hạnh Trang Trần? Chị chờ nè, có bán áo vú không? Không. Áo vú tao không có để mặc nữa nè. Xô ơi em mua về nhỏ mắt bán cho em đi. Phương Mỹ Chi, mày mua nước hoa về mày nhỏ mắt hả? Trời ơi, cái con bé này tức á, tức cái lồng ngực á, trời trời trời, tức á trời.